Bên cạnh TikTok thì Facebook Watch cũng là một cái nơi mà có rất nhiều những video thú vị và hay ho. Thì các anh em cùng mình xem là gần đây Facebook Watch có gì hay anh em nhé. Ok, video đầu tiên xem nào. Xem xong muốn trầm cảm. Alo. Nhà to thế. Cái gì? Chứ làm gì có thể bà bỏ qua. Nếu chung đất bác gặp bà thì bà nướng siêu cài luôn. Chung nướng siêu cay. Ui. À cái này kéo chân gì? Ui. Tưởng người thường cũng chân được cái này à? Ui mắt. Sao cái nhạc nghe nó creepy thế nhở? Nghe nó cứ sợ sợ ấy. Cái gì đây? Chọc mù mắt tôi đi. Ê từ từ nhá. Ai thấy cái mặt nạ hình con cá này trông ghê không? Tôi thấy ghê vậy đái. Thật tôi chốc thấy nó đáng yêu hay dễ thương ở chỗ nào cả. Tôi thấy nó cứ kiểu bị ghê ấy. Kiểu cái mắt của con cá này nó không có lòng trắng ấy, kiểu cảm giác nó cứ bị kiểu sợ sợ ấy. Ok, chúng ta sẽ chuyển đến video tiếp theo. Công nhận là đúng như là cái tiêu đề luôn đấy, xem xong đúng trầm cảm thật. À, cái gì đây? Ui, thần kỳ thế à? Ui, xay gạo à? Ui, sắc thế. Xay đậu đỏ. Sao sắc thế? Tiện đấy. Dừa hơi à? Ủa, có quả dừa này nằm cũng tín nhở? Wow. À đây là mấy cái ghế hơi. Mấy cái ghế hơi này trông có vẻ tiện thôi nhưng mà cũng mong manh lắm. Quả ô trông chán đời thế nhở? Ủa, ô đôi. Tín nhở? Ui. Ui có cái bột gì à, không có có cái dung dịch gì thần kỳ thế nhỉ, đổ vào xong rồi mấy cái vết ố, mấy cái vết bẩn ở trên quần nó sùi lên một cái bọt trắng rồi đấy, xong nó hết luôn. Ui thần kỳ nhỉ. Mình là người mà rất ghét những cái mà những cái bẩn, những cái vết ố là những cái vết gì ở trong quần áo, nhất là quần, khó chịu lắm. Ui, nhìn mấy cái cảnh này sướng nhá, sướng mắt nhá, đã con mắt. Ui. Ngạc nhiên chưa? Đầu tiên mình mới biết là cái cách đập tỏi, cách cắt tỏi tín thế đấy. Hoảng hốt bà đại. Mấy kiểu phi công kia đâm ngất luôn à. Mấy kiểu hoảng loạn à. Kiểu hoảng loạn với trường. Thôi tầm này thì biết gì chúc đi còn gì nữa. Mẹ ông phi công chơi quả này cũng ấy cơ, cũng thâm cơ.
ông hai ông bà này, hai ông bà này mà biết kiểu đùa về cái gì đâu, đấm vỡ mõm rồi. Hoảng hốt phải đấy. Ai trong tình cảnh đấy chắc cũng đái là quần ấy. Đùa quá ác quá trường. Gặp những người khó tính mà không còn vui tính như trước ấy, là thôi xong, ăn đấm luôn. Nhưng mà chắc phải hạ cánh mới dám, mới dám tận phi công, bởi vì tận trên này chắc là không dám đâu. Đây là kiểu đùa của ông chồng. Ông chồng chắc là cũng kiểu cũng phím với cả phi công trước rồi, là kiểu có một màn kiểu chôn vợ ấy. Hoảng hốt thật. Làm gì cơ? Chồng đi làm nương à? Thôi vợ cứ ngủ đi. Làm nương là làm gì à chồng yêu? Vợ ơi là vợ, làm nương mà cũng không biết à? Không, vợ không biết thật mà. Vợ không biết thì vợ ngủ đi, tối về chồng giải thích cho. Không, vợ muốn cùng chồng đi làm nương xem làm nương là làm cái gì nào. Vất vả lắm, vợ đi làm sao được. Thế bây giờ vợ hỏi chồng nhá. Ô, đây là một bộ phim của Việt Nam ngày xưa à? Hay là người ta diễn nhỉ? À? Không biết, nhưng mà chắc là diễn đấy, bởi vì kiểu quay cái lời thoại nghe nó cứ kiểu gì ấy. Lời thoại nghe nó cứ giả giả ấy, kiểu không phải diễn viên chuyên nghiệp ấy. Mục đích chồng lấy vợ về là để làm gì? Chẳng lẽ chỉ để ăn với ngủ thôi à? Vợ yêu này, vợ đừng bao giờ quên, vợ là tiểu thư con nhà giàu. Từ bé đến giờ trên tay vợ có phải sinh hoạt cùng chồng nào đâu. Vợ lấy sao đoạn này lại đít thế nhở? Thoại lớn lắm rồi, chồng chỉ cần vợ ăn no này, ngủ kỹ này là chồng hạnh phúc lắm rồi vợ yêu ạ. Ăn no kỹ để vợ giống lợn à? Chết chồng rồi ấy, không vợ muốn đi làm cơ. Vợ không đi làm được đâu, vợ cứ ngủ đi. Vợ mà đi làm chồng cảm thấy có lỗi với bản thân mình lắm. Vợ có buồn ngủ nữa đâu, đấy chồng nhìn mắt vợ đi, to thế này rồi còn, chồng cho vợ đi làm đi. Cái gì đây? Tưởng là nó phải có một cái kết gì đấy chứ. Cái kết gì thỏa đáng chứ. Ok, lại thêm một series trầm cảm nữa. Xem xong một phần muốn trầm cảm phần 7. Thế Hàn Quốc à? Buồn cười. Phải có những video như này cuộc đời mới có thêm nhiều gia vị, bạn hiểu không? Buồn cười bây giờ. Lại kêu cái mình của bố. Các bạn coi, các bạn đi làm. Ai mà đi làm công nhân đó. Công nhân như chưa, mà công nhân mình nhảy thôi. Công nhân cũng như bị đời thôi, rất là tốt vậy. Công nhân cũng không dữ lắm. Các bạn biết không, công nhân không dữ lắm nha, công nhân phải dựng dùa lắm nha. Đừng khi dễ con nhắn nha. Có bạn nào có live stream mình mà ngủ không được không? Dán đi nha, nhức mắt lắm nha. Mình buồn quá. Mặt mình bị... Ôi thề nhá, cái cô này hoặc là cái chị này nhá, có nét rất là xinh luôn ấy. Thật, mũi cao, nhỏ, mặt kiểu là vừa vặn này, mắt to. Mặc dù là hơi thâm một tí ở quần, cái quần thâm hơi nhiều, hơi to thôi. Nhưng mà mặt nhìn kiểu nếu mà tân trang lại ấy, thì trông cũng đấy, hot girl, hot gùng đấy. Nhưng mà không hiểu. Sắc đẹp không? Rất là đẹp. Cậu thấy mệt mỏi lắm hả? Chắc là cậu mệt lắm rồi. Đúng vậy, mình thấy mệt mỏi quá. Tồn tại mi được kia sang đi cho xong tự chi sắp thật. Em ơi, đâu không hình như là tôi chiều các em quá rồi nên các em hơi đúng không? Thôi, em thích là được.
Ok, một cái tip gì đây? Một cái trick gì đấy đấy. Đây có vẻ là một cái trick gì đấy. Mở nắp lon bằng tâm. Cái gì đây? Trời ơi, cái quân què gì đây bà? Thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Điên à? Anh có phải rửa bát không? Không 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 không. Rửa bát được việc đàn bà. Đàn ông rửa bát thành đàn bà. Anh thì rửa bát. Được được được. Được được. Hai hai hai. Plot twist, plot twist. Yeah, I am gonna take my horses to the old town road. I am gonna ride. Nhưng tiệc buổi tối ngày hôm nay, Robita và Suka các bạn. Bạn gái của mình bảo thôi. Mày thấy bồ với thấy áo, nhìn anh Ti nè, đến giờ vẫn chưa có một nửa kia của mình. Đàn ông trung tình. Ui, quả dưa chuột to thế. Đàn ông mà ngoại tình. Quá đủ internet cho ngày hôm nay rồi. Thôi, chương trình kết thúc các bạn nhé.